Chào em, rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái chương trình dạy online của trường Đồng Phong vào sáng thứ bảy. Như chúng ta đã biết, cái kỳ thi định kỳ giữa học kỳ 2 đang sắp đến gần, và chắc chắn giờ này một số cái chủ đề về chất khí thì các em đã nắm được. Ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số cái định luật về chất khí của vật lý lớp 10. Chúng ta đã trải qua các cái bài lý thuyết bao gồm về cấu tạo chất, các định luật về Boulmer-Marriott, định luật Sackler, đặc biệt là cái quá trình đàn áp. Bên cạnh đó thì chúng ta đã tìm hiểu về cái phương trình trạng thái của khí vĩ trường. Vậy để vận dụng chúng vào cái thực tế giải quyết các cái bài tập cơ bản thì các em cần nắm những các cái kiến thức cơ bản gì? Thì cái chủ đề ngày hôm nay thầy giới thiệu cho các em hiểu sâu sắc hơn về cái định luật của chất khí. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái chủ đề chính. Luật về chất khí bao gồm các kiến thức là bài 29, quá trình đẳng nhiệt, định luật Boulmer-Marriott; bài 30, quá trình tản tích, định luật bài 31, phương trình trạng thái của khí lý trường. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại một số cái công thức cơ bản. Chúng ta xét một cái lượng khí nhất định ở trạng thái 1, thì chúng ta có áp suất là V1, các cái thông số trạng thái thể tích V1 và nhiệt độ tuyệt đối là T1. Quá trình biến đổi bất kỳ thì chúng ta sẽ được cái quá trình biến đổi trạng thái 2, và chúng ta sẽ xác định được các cái thông số là áp suất P2, thể tích P2 và nhiệt độ tuyệt đối T2. Vậy cái mối liên hệ giữa các cái đại lượng như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu như sau. Chúng ta sẽ qua một cái biến đổi trung gian là từ cái trạng thái 1 thông qua quá trình đẳng nhiệt. Thì chúng ta nhắc lại cái quá trình đẳng nhiệt một chút. Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái, trong đó nhiệt độ các em được giữ không đổi. Chính từ cái quá trình đồng nhiệt đó đưa ra được cái định luật Boulmer-Marriott mà chúng ta đã được học. Biến đổi quá trình đồng nhiệt để sang cái trạng thái 2 phẩy, tức là chúng ta sẽ đi tìm cái áp suất P2 phẩy. Sau khi tìm được cái áp suất P2 phẩy thì chúng ta lại qua một cái quá trình thứ hai, người ta gọi là quá trình đẳng tích. Để nhắc lại biết là quá trình đẳng tích của một lượng khí được phát biểu như sau. Trong quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí nhất định, thể tích được giữ không đổi. Sau quá trình đẳng tích thì chúng ta sẽ đến với cái thứ hai là áp suất P2, thể tích P2 và nhiệt độ đối T2. Chúng ta sẽ có cái quá trình biến đổi từ 1 sang 2 phẩy bằng cách chúng ta áp dụng cái định luật Boulmer-Marriott cho quá trình đẳng nhiệt. Tức là T1
nhân với V1 thì bằng P2 phẩy nhân với V2. Chúng ta được cái biểu thức 1. Ta được cái biểu thức 1. Tiếp tục áp dụng định luật Sackler cho quá trình làm tích. Thì các em có từ 2 phẩy mà sang 2, tức là cái trạng thái 2 phẩy sang cái trạng thái 2. Chúng ta sẽ có cái biểu thức là, xin lỗi, ở đây là P1 P2 phẩy trên T1 bằng P2 trên T2. Từ đó thì chúng ta sẽ rút ra là P2 phẩy bằng P2 nhân với T1 trên T2. Từ cái biểu thức 1 và cái biểu thức 2 thì chúng ta rút ra được cái phương trình trạng thái của chi lý tưởng bằng cách thay 2 vào 1. Thì ta có là P1 T1 bằng P2 nhân với T1 trên T2 nhân với V2. Và từ đó chúng ta có một cái phương trình trạng thái chỉnh chu hơn là P1 V1 trên T1 bằng P2 V2 trên T2. Đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Và từ cái phương trình trạng thái của khí lý tưởng đây, chúng ta sẽ xây dựng một định luật mới. Chúng ta nói P tích của PV chia cho T là một hàng số. Chúng ta gọi cái phương trình 3 là cái phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Vậy thì trong cái thực tế mà một số bạn chúng ta yêu thích cái môn bóng bàn, thì trong quá trình đánh thì cái quả bóng bàn của chúng ta nó bị xẹp. Tức là đây là cái quả bóng của chúng ta nó không phải là thủng hoặc là nổ mà bị xẹp xuống. Vậy thì làm cách nào để cái quả bóng bàn phồng lên như cũ? Biết rằng là chúng ta biết rằng là nhiều bạn thì chúng ta sử dụng cái mạng xã hội hoặc là đọc sách nhiều, chúng ta sẽ tìm hiểu được tại sao quả bóng bàn của chúng ta xẹp cho vào nước nóng thì quả bóng bàn lại phồng lên như cũ. Nhưng mà vấn đề giải thích ở đây thì nhiều bạn rất là khó giải thích. Vậy thì thầy cùng các em sẽ giải thích cái hiện tượng này như thế nào. Các em biết rằng là khi nhúng quả bóng bàn mà xẹp vào trong nước nước nóng thì lúc này nhiệt độ không khí trong cái quả bóng bàn tăng lên một cách đột ngột. Lúc này khí chúng ta sẽ nở ra và hét vào cái thành của quả bóng và đẩy cái thành vỏ này phồng lên trở về cái trạng thái ban đầu. Vậy thì đây là một cái quá trình gì? Chúng ta sẽ xem trong đời sống người ta sử dụng như thế nào. Đây là một cái máy nén thủy lực. Máy nén thủy lực, cái cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản các em ạ. Đó. Với một cái diện tích F1 rất là bé bên này, ở bên kia cái tiết diện tích F2 lớn có thể đẩy cả được một cái xe ô tô rất là nặng lên khỏi bề mặt. Tác dụng một lực F1 rất là bé và tạo ra một cái lực F2 rất là mạnh. Vậy đó là quá trình gì các em nhỉ? Quá trình đàn áp. Trong quá trình đàn áp thì áp suất P không đổi và bằng V1, thì chúng ta sẽ từ phương trình trạng thái của khí lý tưởng chúng ta đưa ra được là P nhân V trên T bằng hàng số, chúng ta suy ra được là V trên T bằng C trên V1 hàng số. Bởi vì gì ạ? Ở đây áp suất của chúng ta không thay đổi. Và cái định luật trong cái quá trình đàn áp, chúng ta gọi nó là cái định luật gay lùi xăng.
được phát biểu của công thức số 4 là V trên T tạo hàng số. Chúng ta phát biểu định luật thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi thì tỷ lệ nhiệt độ tuyệt đối chân khí. Vậy thì chúng ta phải nhắc lại cái quá trình đàn áp là gì. Quá trình đàn áp là quá trình biến đổi trạng thái của chất khí, trong đó áp suất của chúng ta được giữ không đổi. Vậy thì dựa vào cái quá trình đàn áp thì người ta đưa ra cái định luật mà như biểu thức số 4, thì người ta gọi định luật này là cái định luật gây sắc. Vậy thì từ đầu chúng ta đã học và đến thời điểm này thầy đã đưa ra được cái phương trình trạng thái. Vậy thì nhiều bạn sử dụng cái phương trình trạng thái này như thế nào để nhớ được các cái đẳng quá trình, hay gọi là các cái định luật Boulmer-Marriott, định luật Sackler hay là định luật Kay-Lee-Sack mà chúng ta cũng tìm hiểu. Thì thầy sẽ chỉ cho một cái cách mà chúng ta chỉ cần nắm một cái phương trình trạng thái của khí tượng thôi, chúng ta đã nhớ được tất cả các cái đẳng quá trình kia mà không cần phải nhớ nhiều làm gì. Từ phương trình trạng thái khí tượng chúng ta thấy rằng khi nhiệt độ không đổi thì chúng ta chắc chắn sẽ có quá trình đàn nhiệt. Thì các em cho nhiệt độ không đổi thì mẫu số chúng ta triệt tiêu là T1 bằng T2, thì mẫu số triệt tiêu chúng ta được tích T1 V1 bằng T2 V2. Sau đó đến quá trình đẳng tích, tức là quá trình mà thể tích không thay đổi, thì chúng ta cho V1 bằng V2, thì chúng ta sẽ được cái hệ thức rút gọn hai bên, thì chúng ta được V1 trên T1 bằng V2 trên T2. Quá trình cuối cùng là quá trình đàn áp, tức áp suất không đổi, thì các em cho P1 bằng P2 đã triệt tiêu ở hai cái phương trình, thì chúng ta sẽ được là V1 trên T1 bằng V2 trên T2. Như vậy để học về các đẳng quá trình của cái chương chất khí thì các em có mẹo nhớ nó khá là đơn giản. Chỉ cần gì ạ? Nhớ phương trình trạng thái đẳng quá trình nào thì cho chúng bằng nhau ở hai vế và triệt tiêu đi, thì chúng ta sẽ được hệ thức của cái đẳng quá trình đó. Vậy thì áp dụng cái định luật các đẳng quá trình, cái phương trình trạng thái vào cái đời sống và cái bài tập như thế nào, thầy trò chúng ta đi tìm hiểu một số cái bài tập cơ bản của cái chương chất khí này. Chúng ta sang cái phần bài tập vận dụng. Cái câu vận dụng trắc nghiệm đầu tiên là hãy ghép các cái định luật ghi bên trái với các cái phương trình tương ứng ghi bên phải. Một là định luật Boulmer-Marriott, hai là định luật Sackler, ba là định luật Gay-Lussac và bốn là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Thì mục đích của cái bài toán ghép này là cho các em nhớ lại các cái công thức mà chúng ta vừa mới trải qua. Đây là các cái công thức của chúng ta. Đáp án A, chúng ta thấy rằng đây là quá trình đẳng áp, tức là chúng ta không thấy áp suất đâu, đúng không ạ? Tức là áp suất không đổi. Vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái nối với cái gì ạ? Đẳng áp, định luật Gay-Lussac. Chúng ta nối A với bài. Đáp án B có đủ đầy đủ ba thông số trạng thái của khí lý tưởng. Như vậy đây chính là cái phương trình trạng thái khí lý tưởng. Thì lúc này các em nối 4 B.
C thì các em thấy là không có nhiệt độ, tức là nhiệt độ không đổi, thì đây là quá trình tạo nhiệt hay chính là định luật Boulle-Marriott, thì em có thể nói một với C. Ở đáp án D thì chúng ta sẽ thấy là không thấy thể tích, tức là thể tích không đổi. Vậy thì khi thể tích không đổi, đây là quá trình tạo tích. Quá trình tạo tích thì các em nối với cái hai, tức là định luật vậy thì đáp án của chúng ta là 1C, 2D, 3A và 4B. Thầy lại đi từng cái đáp án một. Chúng ta xem lại cái kiến thức, ta coi đúng không? Và nhìn lại một lần nữa trong cái slide công thức, slide công thức. Chúng ta nhìn thấy là chuẩn rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để giải quyết các cái bài tập cơ bản nhất. Chúng ta đi cái bài số 1. Một khối khí có cái thể tích 4 lít, ở cái áp suất là 10^5 bar can. Đề bài là nén thể tích của khối khí xuống còn 2 lít thì áp suất của khối khí lúc này là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt độ của chúng ta là không thay đổi. Ở đây có hai cái thông số trạng thái, đó là thể tích và áp suất, nhưng mà nhiệt độ được giữ không đổi, thêm cái nhiệt độ được giữ không đổi. Để các em biết rằng là chúng ta áp dụng cái đẳng quá trình nào, áp dụng cái định luật nào. Thể tích được nén từ 4 lít xuống 2 lít thì chắc chắn, và nhiệt độ được giữ không đổi thì chắc chắn là áp suất của chúng ta sẽ tăng lên đúng không em ạ? Mà khi nhiệt độ được giữ không đổi, các em chắc chắn biết rằng đây là quá trình tạo nhiệt. Vậy chúng ta sẽ tóm tắt cái bài toán như thế nào? Khi mà chúng ta tóm tắt một cái bài vật lý thì chúng ta tóm tắt ra các cái số liệu nó tường minh, thì chúng ta sẽ tìm được cái đại lượng còn thiếu ở trong cái bài tập. Vậy thì các em biết là thể tích ban đầu của khối khí là V1 bằng 4 lít, áp suất P1 là 10^5 bar can. Nếu ném thể tích khí xuống còn 2 lít, tức là V2 tại thời điểm này bằng 2 lít, vậy thì áp suất của khối khí lúc này là bao nhiêu? Chính là cái V2. Vậy cái P2 này giải quyết như thế nào? Giải quyết cái P2 này như thế nào? Chắc chắn là các em phải sử dụng cái định luật Boulle-Marriott thầy hướng dẫn. Vậy thì trong cái quá trình chúng ta làm cái bài tập tự luận, chúng ta đưa ra cái biểu thức tính, thì các em có thể đưa ra được đó là định luật nào để cho cái bài giải nó chắc chắn hơn, nó logic hơn và nó có một cái trình tự thể hiện cái trình bày, cái cách trình bày của mình thật đẹp. Thì đấy, chúng ta theo định luật Boulle-Marriott, các em có là P1, P1 bằng P2, P2. Thì đối với các cái bạn yếu về toán học, cái việc rút P2 đôi khi chúng ta nhầm. Thì cái này chúng ta rút ra bằng cách là nhân chéo chia ngang. Đối với trường hợp này thì chúng ta lấy cái bên tự do mà chia cho cái bên gắn liền với cái đại lượng rút. Bên tự do là gì ạ? V1, V1. Cái đại lượng gắn liền với đại lượng rút là cái tích V2. Ta lấy tự do chia cho cái gắn liền, chúng ta sẽ ra được cái biểu thức. Nhưng mà đối với các cái bài
yếu về toán học thì chúng ta cũng có thể sử dụng, người ta gọi là bấm máy bằng cái phương pháp là ship show. Chắc thầy cô ở trên lớp cũng đã dạy chúng ta rồi. Cái ship show thì nó khá là đơn giản, nhưng nhiều bài thì nó sẽ có nghiệp âm bởi vì máy tính nó không mặc định. Vậy thì đối với bài toán này thì chúng ta bằng cái phương pháp đúc, các em thay số vào. V1 là 10 mũ 5, V1 là 4, và chúng ta chia cho V2 bằng 2. Kết quả chúng ta thấy là bằng 2 nhân 10 mũ 5 bất cả. Vậy chúng ta có nhận xét gì về cái bài toán này? Chúng ta có nhận xét là nếu thể tích mà giảm bao nhiêu lần thì áp suất của chúng ta sẽ tăng bấy nhiêu lần, và ngược lại. Thì đây chính là nội dung của cái định luật Boulmer-Marriott. Bằng thực tế, bằng bài toán thực tế, em đã đưa ra là như vậy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đối với cái bài tiếp theo là như sau. Một khối khí ở nhiệt độ 30 độ C có áp suất là 2 nhân 10 mũ 5 bát can. Đấy. Phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu để áp suất tăng gấp đôi? Biết rằng quá trình này là quá trình biến đổi trạng thái, thể tích được giữ không đổi. À, lúc nãy thì thầy có thiếu một cái bài 1, thầy có thiếu cái câu là nhiệt độ được giữ không đổi, thì bài này thầy cho kỹ hơn là thể tích được giữ không đổi. Vậy thì ở đây chúng ta biết rằng ngay đề bài cũng đã cho chúng ta là cái biết được nó là cái quá trình gì, và chúng ta sẽ biết được sử dụng cái định luật nào. Vậy thì đây là thể tích không đổi thì chắc chắn nó là cái quá trình đặc tích. Đây là quá trình đặc tích. Vậy thì đối với quá trình đặc tích thì các em sử dụng cái định luật nào cho nó chính xác? Thì theo thầy, chắc chắn cái bài toán này chúng ta phải sử dụng cái định luật Shackler. Chúng ta cùng đi tóm tắt bài toán. Ở đây thầy chia làm hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái ban đầu, nhiệt độ ở 30 độ C và ở cái quá trình đặc tích hay là định luật Shackler, thì các em chú ý cho thầy là nhiệt độ chúng ta đo bằng nhiệt độ tuyệt đối, tức là chúng ta lấy độ C cộng thêm với cái lượng 273 thì chúng ta ra nhiệt độ tuyệt đối là độ K. Vậy thì nhiều bạn trong quá trình tính toán do vội và ẩu thì chúng ta sẽ để nhiệt độ ở độ C, và khi đó thì cái kết quả nó không đúng, thì chúng ta có T1 lớn thì bằng 303, áp suất ban đầu là bằng 2 nhân 10 mũ 5 bát can. Ở trạng thái 2, đề bài cho là áp suất tăng gấp đôi, tức là P2 nó bằng 2P1. Còn nếu như tường minh ra, đúng không ạ? Thì các em có thể sử dụng là 2 nhân với 2 nhân 10 mũ 5, tức là P1 bằng 2 nhân 10 mũ 5, phải không ạ? Là bằng 4 nhân 10 mũ 5. Vậy thì nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ áp dụng cái định luật Shackler để chúng ta tính. Chúng ta có cái định luật Shackler bằng cái hệ thức P1 trên T1
bằng P2 trên P2. Và dưới đó em sẽ rút ra được P2 sẽ bằng P2 nhân P1 trên P1. Và đây là thầy làm bằng tay, tức là thầy thêm P2 bằng 2 lần P1 vào, nhân với P1 trên P1. Từ đó thầy sẽ triệt tiêu được gì ạ? P1 cho P1 thì bằng 2 lần P1 và bằng 606 độ K. Vậy thì nhiều bạn đến cái bước đầu tiên là P1 trên P1 bằng P2 trên P2 thì các em có thể thay số vào để các em bước cái hàm xích sâu. Nhiều bạn thì có thể làm ra bước 2 và không cần phải làm ra bước 3 giống thầy. Nhưng mà cái bước 3 này thầy muốn làm để thầy thấy một điều rằng đối với cái định luật Shackler mà người ta phát biểu nó có đúng hay không. Tức là trong quá trình đặc tích thì áp suất nó tỷ lệ thuận với cái nhiệt độ tuyệt đối. Chúng ta thấy rằng là P2 mà tăng 2 thì T cũng tăng lên 2. Các em thấy P2 và 2P1 đúng không ạ? Và thầy rút ra là P2 cũng bằng 2P1. Đúng không ạ? Thì đấy là một cái minh chứng chúng ta, cái ví dụ thứ hai ta hiểu rằng cái định luật mà Shackler đưa ra là hoàn toàn phù hợp với cái thực tế mà thầy và trò đang làm. Chúng ta sẽ ra cái bài số 3. Ở nhiệt độ 273 độ C, thể tích của một lượng khí là 10 lít. Tính thể tích của lượng khí đó ở 546 độ C. Biết rằng áp suất của chất khí là không thay đổi. Thì chắc chắn là đây chúng ta biết ngay là cái quá trình đặt gì. Ở đây đề bài cho tường minh khi áp suất không đổi thì các em phải chắc chắn rằng đây là quá trình đặt áp. Quá trình đặt áp thì các em sẽ áp dụng định luật nào cho nó hợp lý. Chúng ta sẽ qua cái định luật người ta gọi là Gay-Lussac. Chúng ta sẽ tóm tắt ở trạng thái 1 thì T1 273 chúng ta cộng thêm với 273 nữa thì sẽ ra độ K là 546. Thể tích V1 là 10 lít. Ở trạng thái 2 thì T2 bằng 546 độ C. Chúng ta cộng với 273 chúng ta sẽ được cái 2 bằng 819 độ K. Và để yêu cầu chúng ta sẽ đi tìm thể tích V2 và chúng ta sẽ áp dụng cái định luật Gay-Lussac hay áp suất không đổi nên chúng ta có V1 trên T1 bằng V2 trên T2. Thì từ đây các em sẽ tìm được V2 bằng V1 trên T2 trên T1 và thay số vào chúng ta bằng 15 lít. Như vậy thì nếu như các bạn không rút được cái biến đổi thứ hai thì các em cũng có thể thay số vào, các em sử dụng cái máy tính, các em bấm cái hàm xích sâu. Ở đây thì thầy rút ra, thay số vào để cho các em có cái tường minh hơn. Vậy thì chúng ta vừa trải qua ba cái ví dụ về gì ạ? Ba cái định luật bao gồm Bolle-Mariot, Shackler và Gay-Lussac. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập liên quan đến cái phương trình trạng thái, tức là có đầy đủ các cái thông số. Chúng ta qua bài số 4. Một cái bơm chứa thể tích là 100 cm³ không khí ở nhiệt độ 27 độ và áp suất là 10.5 bar. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 20 cm³ và nhiệt độ tăng tới 39 độ C. Rõ ràng chúng ta đã sử dụng cái bơm xe đạp. Nếu như tuổi thơ dữ dội thì chúng ta đã sử dụng rồi đó này. Và khi bơm lên thì chúng ta thấy cái thân bơm của chúng ta có phần ấm lên nếu chúng ta sờ vào. Thì đây là một cái bài toán thực tế để muốn cho các em biết. Vậy thì cách giải như thế nào chúng ta cùng tóm tắt cái bài toán này. Chúng ta có thể tích V1, áp suất P1 và nhiệt độ tuyệt đối T1. Chúng ta phải đổi ra.
là 27 cộng 273 bằng 300K. Thể tích V2, nhiệt độ thể phước V2 và cái đang tìm là V2. Vậy thì đây có đầy đủ các cái thông số trạng thái, chắc chắn các em không rời khỏi quy trình trạng thái, đúng không? Chúng ta đi vào cái áp dụng cái phương trình trạng thái của khí lượng để giải quyết cái bài toán này. Chúng ta có P nhân V trên T là hằng số. Thì cái hệ thức của chúng ta thường dùng là gì ạ? P1 V1 trên T1 bằng P2 V2 trên T2. Đối với chúng ta thì đây nó khá là khó khăn trong cái quá trình rút. Vậy thì các em sử dụng cái gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng bằng cái bấm shift show. Hoặc là nếu bạn nào toán học mà tốt thì chúng ta sử dụng cái nhân chéo trên ngang, đúng không ạ? Chúng ta lấy T2 nhân với P1 V1 trên T1 chia cho V2, tức là nhân chéo chia ngang, nhân chéo chia ngang. Từ đó các em sẽ rút ra được V2 bằng P1 V1 trên T2 chia cho V2 T1. Thầy sẽ thay số vào được là cái gì ạ? Đó, 5,2 được 5 mắt ca. Được chưa ạ? Các em có thể nhìn lại lần nữa về sơ bộ về cái phương trình trạng thái của chúng ta. Nói chung thì cái phương trình trạng thái nếu bài tập ra thì tương đối là dễ. Bởi vì sao ạ? Nó cho đầy đủ các cái số lượng 6 thông số thì nó sẽ cho là 5 thông số và chúng ta sẽ tìm cả thông số còn lại bằng cách áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Thầy có một cái bài tập về nhà nhỏ nhỏ cho chúng ta để chúng ta có thể vận dụng. À, chúng ta làm nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27 độ. Thể tích của nó chỉ còn lại 4 lít. Vì nén nhanh, khí bị nóng lên đến 60 độ. Hỏi áp suất của khí đã đến bao nhiêu lần? Đây là một cái bài tập về nhà. À, tương đối là thực tế và thầy đã làm thí nghiệm. Các em có thể vận dụng các cái công thức mà thầy đã chỉ chúng ta làm sao cho tốt các cái bài tập về chất khí. Thì do cái thời lượng của chương trình và cái lượng bài tập cho nên là cái buổi học trên YouTube của chúng ta thầy sẽ dừng ở đây. Thì thầy xin chúc các bạn khối 10 có một cái cách, cái phương pháp ôn tập thật tốt để chúng ta tiếp cận cái bài kiểm tra định kỳ của vật lý lớp 10 sắp tới. À, đạt kết quả cao nhất. Thầy xin chúc các em trong cái đợt thi sắp tới thì chúng ta sẽ đạt cái kết quả như mong muốn. Thầy xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở cái bài YouTube lần sau.